loạt phim hoạt hình dài tập và mang tính biểu tượng Once Be của Nhật Bản sẽ tạm ngừng phát sóng. Toei Animation cho biết, loạt phim sẽ tạm ngưng phát triển sau tập 1.122 phát sóng vào Chủ nhật vừa qua ngày 13 tháng 10 và sẽ trở lại vào tháng 4 năm 2025 với những tập mới. Lý do được đưa ra cho quyết định này là để đạt được chất lượng cao hơn nữa cho khán giả đã phát sóng trong 25 năm qua kể từ lần đầu ra mắt trên truyền hình Nhật Bản vào năm 1999, loạt phim hoạt hình One Piece của Toei Animation sản xuất đã là món ăn tinh thần của hàng triệu người trên khắp thế giới khi họ mong chờ những tập chuyển thể mới phát sóng hàng tuần. Ngoài ra, vào chủ nhật ngày 20 tháng 10 này, một tập phim đặc biệt kỷ niệm 25 năm và tôn vinh di sản lâu dài của One Piece sẽ được ra mắt theo các thông tin, tập phim sẽ dài khoảng 30 phút, mô tả cuộc đoàn tụ của băng mũ rơm từ góc nhìn của những nhân vật không phải cướp biển. SpaceX đã lập kỳ tích với chuyến bay thử nghiệm lần thứ năm của tên lửa Starship, thu hút sự chú ý toàn cầu. Thành công nổi bật nhất trong sự kiện này là khả năng tóm lấy tầng đẩy của tên lửa Super Heavy khi nó quay trở lại bệ phóng. Sau khi tầng trên hoàn thành lộ trình vòng quanh quỹ đạo và hạ cánh xuống Ấn Độ Dương theo kế hoạch, tầng để dưới đã quay lại bệ phóng tại Boca Chica, Texas và được giữ lại bởi cánh tay robot trên tháp phóng. Đây là lần đầu tiên SpaceX thu hồi tầng để tên lửa ngay tại bệ phóng, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian cho các chuyến bay trong tương lai. Thành công này cũng đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ thống phóng tên lửa tái sử dụng. Vũ Phóng còn sử dụng những tấm chắn nhiệt mới giúp tên lửa chịu nhiệt độ cao lên đến 1.400 độ C. SpaceX đang hướng tới việc phát triển Starship thành một hệ thống vận chuyển hàng không giúp đưa người và hàng hóa lên mặt trăng và sao quả. Thành công này đặt nền móng quan trọng cho các thử nghiệm tiếp theo, tiến tới mục tiêu chinh phục vũ trụ của tỷ phú Elon Musk.